Di Mục, phát đoan hiện tướng, ban đầu hiện tướng. A Nan, bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung đắc đại quang diệu, kỳ tâm phát minh, nội ức quá phần. Hốt ư kỳ sứ, phát vô cùng bi. Như thị nại chí, quán kiến văn manh, do như sức tử, tâm sanh lân mẫn, bất giác lưu lệ. Dịch. A Nan nên biết, thiện nam tử ấy ngay ở trong đó, được ánh sáng lớn, chói lọi rực rỡ. Cái tâm phát minh, tâm ở bên trong, đè nén quá độ, bỗng ở nơi đó, phát sanh lòng bi, vô cùng vô tận. Như vậy, cho đến thấy côn trùng nhỏ như loài mũi mỏng, xem như con đỏ, sanh tâm thương xót, không đè nén được, nước mắt chảy đầy. Giảng. A Nan, bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung đắc đại quang diệu. Này A Nan, vị thiện nam tử này, vào lúc tình hình này, được một ánh sáng lớn, ánh sáng chói lọi rực rỡ, kỳ tâm phát minh nội ức quá phần. Tâm của người đó tự nhiên sanh ra một cảm tưởng rằng, vì người này thường cưỡng chế đè nén tư tưởng của mình, đè nén quá độ. Trong lúc bên trong đè nén quá độ như vậy, hốt ư kỳ sứ phát vô cùng bi, thì ở nơi đó phát ra tâm bi mẫn, một tâm bi mẫn vô cùng. Lòng bi của người này như thế nào? Tức là lòng bi mẫn thương xót chúng sanh. Như thị nại chí quán kiến văn trùng, do như xích tử. Cho đến người này nhìn thấy mũi mộng là những thứ côn trùng rất nhỏ, xem như xích tử. Người này nhìn thấy những sinh mệnh nhỏ như vậy, xem như đứa con đỏ của mình vậy. Xích là ý nói màu sắc của đứa trẻ nhỏ là màu đỏ. Vì thế người này nhìn thấy mũi mộng cũng thương xót như là đứa con nhỏ của mình vậy. Nhìn thấy mũi mộng cũng sanh tâm thương xót như đối với đứa con nhỏ của mình vậy. Tâm sanh lân mẫn, bất giác lưu lệ. Trong lòng của người này sanh ra tâm thương xót, bất giác rơi lệ. Nguyên văn. Âm Hán Việt. Di hai. Chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. Thử danh công dụng, ức tội quá diệt. Ngộ tắc vô cửu, phi di thánh chứng, giác liệu bất mê, cửu tự tiêu hiết. Dịch. Đây gọi dụng công, đè nén quá mức, cảnh giới phát sanh. Nếu giác ngộ rằng chỉ là tạm thời, không phải thánh chứng, thì không có lỗi. Hiểu biết như vậy, không sanh mê lầm, lâu ngày tự mất. Giảng. Thử danh công dụng, đây là cảnh giới dụng công, ngẫu nhiên mà có. Đó gọi là dụng công, do dụng công mà sanh ra. Tại sao lại có cảnh giới này? Chính là vì ức tội quá diệt. Khi mà dụng công đè nén quá mức, thì cảnh giới này phát sanh. Ngộ tắc vô cửu. Nếu chúng ta hiểu rõ, ủa, tại sao vô duyên vô cớ mình lại khóc? Việc này cần phải sửa đổi. Khi mình hiểu rõ thì sẽ không có quan hệ gì, không sao cả. Phi di thánh chứng, đây không phải là chứng đắc bậc thánh, không phải đã đắc được đồng thể đại bi của các bậc thánh đã chứng, không phải nhìn thấy những loại côn trùng nhỏ nhít như mũi mộng, lại xem như là đứa con nhỏ của mình vậy, rồi lại cho rằng mình đã chứng được đồng thể đại bi của các bậc thánh. Không phải là như vậy. Giác liệu bất mê, cửu tự tiêu hiết. Nếu có thể giác ngộ mà hiểu rõ được điều này, không mê lầm vào trong cảnh giới này, thời gian lâu dài, cảnh giới này sẽ không còn nữa. Nguyên văn. Âm Hán Việt. Di ba. Thị mê tức trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Nhược tác thánh giải, tắc hữu bi ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc bi, đế khắp vô tận, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Dịch. Nếu tự cho là chứng đắc thánh quả thì
có ma bi vào trong tâm phủ. Thấy người xót thương, khóc thương vô hạn, mất đi chánh thọ sẽ bị đọa lạc. Giảng: Nhược tác thánh dạy. Nếu như ông nói rằng tôi này đã chứng đắc tâm đồng thể đại bi rồi, đây do tôi tu hành đã thành công, tắc hữu bi ma nhập kỳ tâm phủ. Ông vừa nghĩ như thế thì ma bi sẽ đến liền. Thế nào là ma bi? Là thứ ma chuyên môn ưa khóc, nhìn thấy người liền khóc. Đó là ma bi đã vào trong tâm của ông rồi, đã nhập vào trên người của ông. Rồi sao vậy? Kiến nhân tắc bi, đế khóc vô hạn. Nhìn thấy người bèn khóc lên, khóc bi thương, khóc mà không biết bi thương như thế. Thất ư chánh thọ, đương tụng luân trụy. Vị thiện nam tử tu định này sẽ mất đi chánh định, chánh thọ, sẽ bị đọa vào địa ngục. Người đó sẽ cùng với ma dương vào trong địa ngục. Chánh thọ tức là chánh định, chánh định, chánh thọ thì giống nhau. Vài ngày trước, tôi không phải đã giảng cho các ông nghe một câu chuyện khi tôi ở Đông Bắc. Có một người tên là Lưu Kim Độc. Cô ta chính là như thế. Gặp người liền khóc lên, nói: Ông kiếp trước là em thứ mấy của tôi? Con kiếp trước của tôi. Con này đã trở về rồi. Con này đã gặp được mẹ rồi. Như thế và khóc lóc bi thảm. Khi khóc thì làm cho người đó khóc theo, khóc một cách mê mờ vì không hiểu, cho rằng thật mình đã nhìn thấy mẹ rồi. Thì thật là như thế nào? Chính là nhìn thấy ma vương. Lời ban biên tập: Dưới đây là lời giảng của thượng nhân ngày 2 tháng 12 năm 1993. Giống như Lưu Kim Đồng xưa kia và ai đó hiện nay, đều là do năm loại ấm ma tác hoài tác quái. Này có một người càng hơn thế nữa. Cô ta biết phương pháp nhiếp hồn. Thánh Hà Tây. Cũng có một cô cũng quy y tôi, sau đó đến chỗ người kia để cầu Phật pháp. Bỗng sanh ra chứng bệnh cancer, ung thư, là do người đó làm ra. Này lại trở về tìm tôi. Tôi không quan tâm đến việc này, dù là có quan tâm cũng không cho người biết. Ngày 2 tháng 12 năm 1993, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,